Chụp ảnh ngoại cảnh là xu hướng rất thịnh hành từ năm 2010 trở lại đây. Với sự phát triển của các khu đô thị, ngoại cảnh đường phố, công viên càng ngày càng trở nên đẹp. Và do đó kéo theo nhu cầu chụp ảnh ngoại cảnh của các bạn trẻ cũng tăng cao. Để giúp cho khách hàng có một album ảnh chụp ngoại cảnh đẹp, chụp ảnh ngoại cảnh rạch giá, giá sinh viên đưa ra giá chụp ảnh ngoại cảnh một người giá rẻ. Thông thường, các bạn trẻ có phong cách sống năng động, cởi mở luôn là những người yêu thích phong cách chụp ảnh này. Việc chụp ảnh một mình cũng là một trong những cách làm giúp các bạn trẻ lưu lại từng khoảnh khắc của mình ở thời điểm xinh đẹp nhất, tràn đầy sức sống nhất. Với việc chụp ngoại cảnh thì có nhiều phong cách khác nhau, có bạn thích chụp kiểu nhẹ nhàng, lãng mạn, cũng có bạn lại thích chụp phong cách đường phố bụi bặm. Chụp hình ngoài trời đã trở thành một xu thế mới nhất trong giới trẻ trong những năm gần đây. Hình thức chụp ảnh với địa điểm ngoài trời giúp các bạn có được những bức ảnh kỷ niệm không chỉ đẹp mà còn nổi bật, ấn tượng với chất nghệ thuật đậm nét theo từng yêu cầu của bạn. Đây là hình thức không chỉ là khắc họa lại chân dung của người chụp mà còn thể hiện được tính nghệ thuật với những ảnh chất lượng được phối hợp ăn ý cùng đồ vật, cây cối, thể hiện được nét thần thái của người chụp. Chính vì vậy, rất nhiều bạn trẻ đã lựa chọn hình thức chụp hình bên ngoài những studio để có để một hình ảnh với không gian bên ngoài đẹp, ấn tượng nhằm có được những tấm ảnh đẹp nhất. Do vậy, chụp ảnh ngoại cảnh rạch giá sinh viên ra đời để phục vụ nhu cầu và đem lại cho các bạn những tác phẩm nổi bật, chất lượng và giá rẻ nhất tại rạch giá.